Hey, hello chào mọi người nha. Ngày hôm nay mình quay máy nụ chân trai 36. Xe này mới lên máy mới nha. Lên bộ con bự luôn. Máy đầy mới luôn nha. Mới quay cho người xe đây, hiện tại đang có mấy chiếc xe đang làm. Cầu thang hơi đây, từ mất mất cũ lên mất mới nha. Đây, mất cũ lên cái này ta, mất cũ lên mất mới này sẽ có bền luôn nha. Xe này đang lên móc này làm cầu hơi, hơi ok luôn. Xe này đi ắc hộp nha, ắc siêu to. Đây là i15 luôn em. Một cái này chắc phải thay máy mới thôi. Máy này máy máy 24. Đồng lại. Anh đuôi nhàng rồi. Đây, xe này cái nắp kia hả? Đồ à.